Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra cảnh báo một số phương thức thủ đoạn cho vay nặng lãi tín dụng đen xảy ra trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để người dân phòng tránh. Theo đó, trong thời gian qua, hoạt động của tội phạm cho vay nặng lãi ngày càng nở rộ và phức tạp. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, khó khăn về kinh tế của một bộ phận người dân, những đối tượng cho vay nặng lãi đã tổ chức phát dán tờ rơi ở các khu dân cư nghèo, các chợ với nội dung cho vay không tín chấp, nhận tiền ngay, cầm giấy đăng ký xe, cho vay trả góp không thế chấp, hỗ trợ vay vốn giải ngân trong ngày, kèm theo số điện thoại liên lạc nhằm lừa người dân vay tiền với lãi suất cao đến 180% một năm. Đến khi nạn nhân mắc bẫy, không có khả năng chi trả, các đối tượng có hành vi chửi bới, đe dọa, đánh đập, khủng bố tinh thần, thậm chí cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân. Trong năm 2015, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá và bắt giữ nhiều đối tượng, ổ nhóm chuyên tổ chức cho vay nặng lãi, thu giữ sổ sách, giấy tờ liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi. Cơ quan Công an cảnh báo người dân nên cảnh giác trước khi ký giấy vay nợ tín dụng quá dễ dãi này.